và xe máy Exciter 50 có mặt tại nhà xe Bảo Nam. Để tích làm việc của động cơ 4915. Mưa cháu là xuất giấy tờ luôn. Exciter 50 cho anh chị em là không cần đi bằng vật chất. Không bao giờ phải lo là lúc này lúc có xong